Ok, chào tất cả anh em lại quay trở lại với clip tiếp theo Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em đang làm tin tức Và cũng như là anh em đang làm trên kênh Bật Kiếm Tiền Mà có cái chủ đề làm lung tung á Thường thì anh em hay làm về những cái vụ mà drama Thì cũng như là tin tức Gọi là những cái chủ đề nổi bật hot Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách nắm bắt cơ hội có thể là những anh em mà cao thủ hoặc là cao nhân xem được video của mình có thể là đang cười vào video của mình mình biết nhưng mình vẫn chấp nhận vì mình có có thể là gà hơn người ta gọi là kém cỏi hơn người ta rất nhiều nhưng mình vẫn biết được những cách không kiếm được nhiều thì kiếm được ít mà không kiếm được ít thì vẫn kiếm được đủ ăn đối với anh em thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em với cái nội dung như sau thì đối với anh em làm tin tin tức ấy làm cái chủ đề tin tức ở trong nước cũng như ngoài nước thì gần đây nó đang xảy ra một cái bộ việc ở bên nước ngoài anh em có thể làm nêu nước gọi là nêu web neo web là tin tức nước ngoài anh em có thể làm theo cách là re up và có thể là tải những cái video của trang nước tin tức nước ngoài về đơn giản như là gần đây anh em theo dõi tin tức hoặc là theo dõi facebook đó, thì anh em thấy là uh, ông Trung bị khởi kiện, Donald Trump bị khởi kiện và truy xét, truy tố gì và có rất nhiều trang uh, báo của Việt Nam đưa tin về Donald Trump. thì tất nhiên anh em sẽ phải nhanh trí nhảy số, nhảy ra tin tức nước ngoài. thì uh, ví dụ là mình chỉ cần ghi cái từ khóa là Donald Donald Trump Neo hay là Donald Trump hay là Donald Trump hay là gì mỗi người một kiểu Thì anh em ghi đúng là được Thì nó ra rất là nhiều trang tin tức Tin tức nhạy cảm Thì để mà Cover được cái, cái dòng tin tức này á Thông thường thì anh em sẽ tải thẳng cái video nó về đúng không Nó là nó sẽ khả năng là dính bản quyền Dính bản quyền thường là dính bản quyền là Đối với anh em làm tin tức ấy Thì nó dính cái bản quyền là Cấm nó không đánh bản quyền kiểu ấy đâu anh em ạ, nó không đánh bằng quyền sập kênh mà nó thường là bị nhà đài đánh kiểu như là nó bắt chia sẻ doanh thu hoặc là không được hiển thị video thì anh em có thể là tham khảo trên đây tham khảo thì anh em tự tham khảo mà. có rất là nhiều anh em chuyển qua tiếng việt nên là sẽ có thể menu cho anh em menu anh em tin tức nhưng mà cái tin tức mà làm dễ nhất ấy, thì mình khuyên anh em làm tin tức chính trị tức là liên quan tới đời sống, liên quan tới luật pháp xã hội và liên quan tới chính sự quân sự quân sự chính trị đó nó có rất là bài báo mới liên tục anh em có thể là chạy slide giống như cái bảng tin tức ở Việt Nam đối với anh em tin tức anh em biết họ rất là nhiều tin tức mới thì thường thì lên sẽ liên quan tới tập cận bình và Donald Trump thì mấy ấy thì anh em biết cái đợt vừa rồi là bầu cử tổng thống tranh cử tổng thống Mỹ Donald Trump với um, Joe Biden gì đấy là ở Việt Nam là anh em biết không phải không nói những kênh tin tức lớn ở Việt Nam như là tin tức ở Việt Nam mình không nói mấy cái kênh như lớn kênh kênh tích nhá, kênh lớn ở Việt Nam mà những những anh em làm thông thường thôi là đã có có nhà, có xe rồi. Thì sau cái vụ bầu cử tổng thống ấy thì anh em biết trên học viện thì anh em biết bao nhiêu học viện YouTube thì anh em biết bao nhiêu người nhận được nhà xe từ tiền kiếm được tiền từ những cái video đó rồi. Thì cái nội dung hôm nay mình chia sẻ cho anh em đó là anh em nên vận dụng cơ hội, nắm bắt cơ hội. Thì thông thường thì ngày thường ấy, anh em làm vẫn được thôi nhưng mà view của nó ít. Đại đại đa số view của nó ít nhưng anh em phải nắm bắt những cái như này này hiện tại là đang có những cái tin tức như thế này thì anh em nên nắm bắt anh em làm ở dạng chạy slide hoặc là anh em biết cover lại anh em chỉ cần đưa hình ảnh chạy chạy thôi là anh em nói thì có vẻ nghe dễ nhưng mà anh em tin tức làm được đấy mình tin là anh em đang làm tin tức sẽ bẻ qua cái lối này làm rất nhiều có rất là nhiều cái trang tin tức của đô năm trăm mới này anh em này không không riêng đô 500 đâu anh em nhé Không riêng cái cái tin tức mới nhất này đâu, còn rất là nhiều cái tin tức liên quan tới chính trị chính trị quân sự của nước này nữa. Thì làm thì anh em nên để là qua tiếng tiêu đề nước ngoài. Chẳng hạn đây là cái tên này, anh em sẽ phải copy cái tiêu đề này luôn. Đó, anh em copy cái này nào. Anh em dịch về tiếng 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 Anh đi, anh em copy cái này chẳng hạn như là anh em uh, đăng lên tiêu đề thì anh em sẽ ghi cái tiêu đề này nó dài quá đúng không thì anh em chỉ cần là đưa nó xuống mô tả đưa cái này xuống mô tả thí dụ cái tiêu đề uh, này uhm, đây thì đây chính là cái tiêu đề của anh em đăng lên youtube còn đây là video rồi đối với cái tin tức chính trị ở bên Trung Quốc thì nó có nhiều view cũng có tương đối view thì anh em làm ấy nó sẽ hay hơn đấy, anh em có rất là nhiều cái tin tức mới luôn mình sẽ lấy của những cái kênh mà anh em phải tự tìm ngày anh em phải tự tìm ra những cái kênh như này nhá đây là một kênh đơn giản mình mình tìm ra cho anh em hơn nữa này bấm nhiều cái này Ồ, chủ đề của bên cái kênh tin tức này, môi trường, nước Anh, Corona, rồi tất cả những cái chủ đề lĩnh vực liên quan đến tin tức. Thường thì mấy cái chủ đề này thì mình, anh em không nên làm, tại vì nó tốn thời gian, nó cũng đã ít view rồi. Anh em tập trung vào những cái tin tức thế giới này, nước Anh này, rồi công nghệ thì thôi bỏ qua đi ha tập trung cái nào mà nhiều view nhất thôi băng hình đối với băng hình ấy, thì là video re-up tin tức nước ngoài có rất là nhiều cái video để anh em re-up đây như là uh, Donald Trump này Here, uh, oh. got... để mà đăng trực đăng luôn cái video này lên kênh của anh em ở Việt Nam làm ấy, thì anh em phải có tun tun lách bản quyền cũng như là những cái cái thứ lách like bản quyền của anh em ấy anh em để tránh cái trường hợp bị bị bắt bằng quyền để anh em được có view tổng á tổng tiền ờ, những cái kênh lớn ở nước ngoài như là phúc neo đây phúc neo này đây phúc neo ờ, elon musk từ lâu đã cảnh báo việc đào tạo ai để đánh thức cho phép quảng cáo trên phúc neo cho luôn đấy chứ còn chặn cái gì nữa à do mình chặn rồi đó anh em và mình sẽ tắt đi. Mình tắt đi này. Mình F5 lại cái. Tin tức ở nước ngoài hay lắm anh em. Sẽ là cái giá chết người này. Biden tiến hành chuyến công du nước ngoài, những cái tin tức như này này. <laughs> anh em vẫn có thể cover lại, mình nói cover lại thì anh em hiểu rồi, cover video ấy, anh em sửa lại. This video play in uh, không được cái này là phát chế trình thu nhỏ đây này, cấn như phim hành động thì anh em làm chủ đề tin tức anh em nên nắm bắt những cái tin tức ở nước ngoài là hay hơn chứ làm tin tức ở Việt Nam thì uh, hơi khó hơi khó nhai ở cái chỗ là view vấn đề view cạnh tranh view Ô, những cái này anh em đang làm. Đối với anh em nào đang làm cái chủ đề kênh tin tức ấy, hoặc là những cái kênh mà gọi là làm vớ vẩn ấy, mà đang bật kiếm tiền ấy, thì nên qua chủ đề tin tức để làm, làm nên qua chủ đề tin tức để thu thập những cái thông tin mới nhất. Nhưng mà anh em phải tìm hiểu cái nào là lách like được và biến tấu nó lại, cover nó lại, cắt bớt video đi hoặc là uh, có tool lách like bản quyền thì không nói rồi. Còn uh, anh em phải thêm thêm sóng thêm thêm sóng sửa lại âm thanh đồ đó cho thêm một cái bài nhạc nào vô xong rồi kéo nhỏ hết cỡ lại cho một cái file nó chạy trong xong để nó đỡ bị bẩn của biển đầy tin tức cái này đầy video tin tức này anh em này Đây hôm nay mình sẽ chia, chia sẻ và giới thiệu tới anh em làm kênh chủ đề tin tức. Thì ở cái 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 US này, New US cái tin tức US này, Anh em có thể là có kênh bật kiếm tiền rồi, anh em làm trên cái kênh đó rất là hay. Có thể là anh em lấy từ Livershow luôn. Livershow này. Nhưng mà anh em phải biến nó lại nhé anh em biết cách biến tấu lại một chút hoặc cái đơn giản nhất, ấy, đơn giản hơn đấy là anh em sẽ phải cắt hình lại chạy dạng tin tức đọc như bài này. Ồ, mình sẽ lấy hướng dẫn cho anh em một cái để anh em làm tin tức nước ngoài. Ờ, đâu à? bài này chẳng hạn một bài như này anh em copy hết cái này lại. Ồ, đây. copy là copy hết cái, cái cái đọc này. anh em đưa ra notepad. bát, uh, not bát tơ nó vào anh em để đó anh em cần chôn xe tiếp anh em đưa vào những phần mềm giọng đọc ai á anh em cover lại sẽ nó thay thành một file vi một file mp 3 hoặc đi hoặc là mp uh, 3 đó anh em uh, lấy cái hình ảnh này lưu hình ảnh nó về nó đưa lại về nó lại cái uh, dạng video làm trên uh, camera hướng dẫn cho anh em làm một chút đối với anh em mà kiểu như mới làm ấy còn những cao thủ thì thường ẩn thân anh em ạ cao thủ thì mình không nói rồi, đáng phải học hỏi nhiều rồi. Đó đưa vào cái phần mềm tay này anh em này. Uhm, tin tức nước ngoài đó. Tiêu đề thì anh em có thể là sao chép tiêu đề này luôn. Mặc dù cái nhà mặc dù mấy cái bài báo này nó cũng làm rồi đấy anh em ạ. Có nhiều người làm không phải là không có đâu. Thì clip hôm nay của mình tạm thời đến đây kết thúc. Mình sẽ tổng kết lại một lần nữa cho anh em hiểu ngắn gọn thì anh em nên tận dụng chủ đề tin tức nước ngoài anh em tận dụng chủ đề tin tức nước ngoài nhá hoặc là lâu lâu anh em xem trên Facebook vẫn thấy những cái biến ở nước ngoài ấy. anh em lập tức chuyển hướng ra đó làm ngay cho dù anh em làm không chậm hơn người ta một chút nhưng mà anh em vẫn nắm được cái cơ hội đó thì nó sẽ nó sẽ kiếm được khá khá đấy nhá kiếm không được nhiều thì ta kiếm ít mà không kiếm ít thì ta kiếm đủ ăn ngày hôm nay mình chia sẻ cho anh em cái nội dung này Uh, đối với chủ đề uh, tin tức neo không những là những cái kênh đang làm neo đâu còn có những cái kênh cả kể cả đang làm vlog anh em cứ tìm đi anh em cứ thử tìm những kênh mà anh em hay xem coi họ họ mua luôn cả cái kênh vlog anh em đang làm về họ làm new luôn đấy họ mua những kênh cả trăm ca sắp cả triệu sắp về người ta react luôn anh em ạ người ta chơi cái chủ đề này luôn ấy, để uh, người ta kiếm doanh thu anh em mà khi người ta kiếm được doanh thu một tháng đó, người ta không bị bản quyền, người ta có cách một chút là người ta mua được lại cả biết bao nhiêu kênh triệu sắp đó anh em. Kiểu như là phải có đầu tư nữa, anh em ạ. Rồi, clip của mình tới đây kết thúc. Hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Và có thể là ngày mai sẽ là chủ đề mới cho anh em. Cảm ơn tất cả anh em.